Chào mừng các anh chị và các bạn, các học viên thân mến đã đến với kênh Xuất Nhập Khẩu TV. Thì mình đã chia sẻ rất nhiều các video về thủ tục xuất khẩu nhiều mặt hàng, về chính sách hàng hóa cũng như là thuế của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ một nội dung liên quan đến một mặt hàng mà mấy ngày gần đây rất nhiều các anh chị học viên đã inbox hỏi mình, đó là thủ tục về xuất nhập khẩu trà xanh. Thì ở Việt Nam nổi tiếng là một vùng đất có nhiều đặc sản, trong đó loại hình chè hay các chị còn gọi là trà xanh thì tương đối phổ biến ở một số tỉnh ở phía Tây Bắc, như là trà San Tuyết ở Yên Bái hoặc là Hà Giang, hay là trà chè Tân Cương ở Thái Nguyên. Ở một số vùng các tỉnh như Tây Nguyên thì cũng người ta cũng trồng diện tích rất lớn về chè. Tuy nhiên thì dù là Việt Nam nổi tiếng về các loại chè nhưng anh chị gọi là trà xanh, tuy nhiên thì Việt Nam thậm chí hiện nay vẫn là nước đang nhập khẩu chè lớn và thuộc loại là một trong top 30 các quốc gia nhập khẩu chè nhiều nhất trên thế giới. Còn đối với xuất khẩu chè thì Việt Nam là nằm trong top 5 quốc gia xuất khẩu chè nhiều nhất trên thế giới. Vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu trà xanh ở Việt Nam, một từ khóa đang rất hot hiện nay. Thứ nhất về thủ tục nhập khẩu trà xanh thì trà xanh các chị có thể chia ra làm hai loại, một loại là các lá cây chè mà đã sấy sấy đã tẩm sấy hoặc đã tẩm sấy khô, tẩm hoặc chưa tẩm các hương vị. Thì nếu mà các chị nhập khẩu mặt hàng này về Việt Nam ấy, mà dùng cho đồ uống hoặc thực phẩm thì các anh chị có thể lựa chọn mã hàng hóa là mã 0902 và thuế nhập khẩu là thuế nhập khẩu là 40%, khoảng 40%, thuế giá trị gia tăng là khoảng 10%. Thì các chị lấy trị giá lô hàng của chị và nhân với thuế nhập khẩu ưu đãi của chị là 40% và thuế giá trị gia tăng là 10% để anh chị tính ra số thuế phải nộp. Ngoài ra thì doanh nghiệp của chị mà khi nhập khẩu các loại trà xanh mà dạng lá và đã sấy khô, đã tẩm hoặc chưa tẩm như thế này ấy, thì các anh chị còn phải đi về Việt Nam, các chị nhập về các chị phải đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch, vì là trà xanh này ấy, thì thuộc có nguồn gốc từ thực vật, cho nên là khi mà các anh chị nhập về thì các anh chị phải đi kiểm dịch thực vật để xem có bị dịch bệnh hay không. Nếu mà lô hàng của anh chị mà không đạt tiêu chuẩn về kiểm dịch thì các anh chị buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy. Và do nếu trà cái xanh này các anh chị nhập về mà để dùng cho đồ ăn đồ uống ấy, thì rõ ràng các anh chị phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo rất nhiều thông tư của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đối với mặt hàng này. Còn đối với loại mà trà xanh ở dạng không phải dạng lá ra sấy khô nữa mà trà xanh ở dạng bột, tức là dạng bột giống kiểu matcha, trà xanh matcha tinh bột, hoặc là các chị mà đã chế biến nhiều về làm phụ gia thực phẩm hay là về làm cũng đồ ăn đồ uống, làm kem hoặc là các chị làm hương liệu vân vân ấy, thì loại này các chị có thể là dùng mã hàng hóa là mã 2101. Khi nhập về thì thuế nhập khẩu của anh chị không phải là 40% nữa mà chỉ còn là 30%, và thuế giá trị gia tăng của anh chị chỉ còn 10%. Và đương nhiên và nếu anh chị nhập khẩu mặt hàng này về mà các chị có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay gọi tắt là CO anh chị ấy, thì các chị nhập xem hàng hóa của chị nhập khẩu từ các quốc gia nào, có nằm trong hiệp định nào thì các chị sẽ được ưu đãi về thuế quan. Thì có thể các chị có thể là thuế nhập khẩu ưu đãi về thuế quan nhập khẩu thôi, còn thuế giá trị gia tăng các chị là không thay đổi thì đều là 10%. Thì nếu mà các chị có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của các đối tác nước ngoài mà bán cho các chị để nhập về Việt Nam ấy, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa này thì các chị sẽ được ưu đãi về thuế nhập khẩu, lúc đó thuế nhập khẩu của chị không còn là 40% hay là 30% nữa mà có thể là 0% hoặc là 12% hoặc là 20%, thì tùy các quốc gia mà các chị nhập về. Thì Việt Nam hiện nay nhập khẩu trà thì theo các tài liệu trên mạng thì tôi thấy rằng Việt Nam nhập khẩu trà rất nhiều từ Đài Loan,
Nhật Bản và Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Còn đối với thị trường xuất khẩu của Việt Nam ấy, đối với loại hình trà này ấy, thì nó có một cái điểm lưu ý là loại trà xanh của Việt Nam này ấy, xuất khẩu thì chủ yếu xuất khẩu qua Trung Đông, chủ yếu là xuất khẩu qua Trung Đông đó chị ạ, và trị giá thì lại không cao nhiều, vì Trung Đông một số nước như là Pakistan hay là một số nước như Ấn Độ thì với thu nhập thì tương đối thấp, cho nên là họ chỉ lựa chọn những sản phẩm mà có giá trị thấp, và nếu mà các chị mà sản phẩm có giá cao thì rõ ràng không bán được ở trong thị trường này, đặc biệt là hàng Việt Nam xuất đi Pakistan. Một số loại chè nổi tiếng ở Việt Nam như là chè Tân Cương ở Thái Nguyên thì chỉ giá tương đối cao, ví dụ như đến 10.000 đô trên 1 tấn, có nghĩa là 10 đô trên 1 kg, mà trong khi thị trường của Pakistan, một số nước ở Trung Đông thì người ta chỉ yêu cầu loại loại trà xanh này với giá là khoảng 1 đến 1,5 đô trên 1 kg. Như vậy là giá ở chè Tân Cương mà đã qua chế biến thì tương đối cao so với nhu cầu thị trường Trung Đông, cho nên chè Tân Cương thì ít khi được xuất khẩu, khá ít khi được xuất khẩu. Một số chè chè không phổ biến, chè thông thường của các hộ gia đình hoặc các nhà máy mà không có thương hiệu thì người ta dễ dàng xuất khẩu hơn, tại vì chè trị giá nó thấp mà đáp ứng được thị trường của một số nước ở Trung Đông. Ở trên Tây Nguyên thì hiện nay cũng có nhiều cánh rừng trồng chè, tuy nhiên hiện nay cũng không phổ biến, và canh tác chè cũng chủ yếu xuất phát từ các tỉnh ở Tây Bắc của Việt Nam. Thì đó là đối với thị trường xuất khẩu chè. Còn đối với thủ tục xuất khẩu chè thì tương tự là vẫn có hai loại chè các chị có thể phân biệt. Thứ nhất là loại loại chè mà trà xanh mà các chị lá trà xanh mà các chị đã sấy khô, hoặc là thậm chí các chị có thể xuất luôn lá trà cũng được. Thì các chị là lựa chọn mã là 0902. Còn nếu mà trà xanh mà các chị đã chế biến thành dạng tinh bột hay là phụ phẩm nguyên liệu thì các chị có thể chọn là mã 2101 để các chị xuất khẩu. Và cả hai loại nguyên liệu này ấy, các loại hay mà loại mã hàng hóa này ấy, các chị xuất đi thì hàng xuất khẩu các chị không phải đóng thuế đối với hàng xuất khẩu, không phải đóng thuế hàng xuất khẩu như các chị chỉ xuất thông thường. Tuy nhiên thì căn cứ vào từng đối tác ở các nước trên thế giới mà có nhu cầu nhập khẩu chè này từ Việt Nam ấy, thì các chị phải làm hồ sơ, một số hồ sơ như sau. Thứ nhất là các chị là hàng, đây là hàng dạng nông sản và thực vật, thì các chị phải làm một số chứng từ như là phải làm phytosanitary certificate, đó chính là các chứng từ về kiểm dịch thực vật để đưa cho cung cấp cho đối tác nước ngoài, hoặc là các chị phải làm cái fumi certificate, là đây chính là cái chứng nhận về hun trùng, đặc biệt là sang nhiều quốc gia như là Úc, New Zealand hay là Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc một số đối tác khác ở Mỹ, ở châu Âu, thì các chị phải làm hun trùng để tránh dịch bệnh, còn kiểm dịch để xác định rằng nguồn gốc của các loại trà xanh này có bị nấm mốc hay là có bị các dịch khác hay không để lây cho thị trường ở nước ngoài. Thì đôi khi một số thị trường khó tính như thị trường các nước phát triển thì đôi khi đòi hỏi nhà xuất khẩu Việt Nam còn phải cung cấp cho giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, và thậm chí là giấy phân tích thành phần chất lượng, ví dụ như là giấy gọi là CA chẳng hạn, là giấy phân tích thành phần chất lượng gồm những chất gì có đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng của nước họ hay không, thậm chí là có CQ nữa, là giấy chứng nhận chất lượng, hay là giấy chứng nhận về tiêu chuẩn sức khỏe đối với một số thị trường như châu Âu và Mỹ, thị trường tương đối khắt khe. Còn thủ tục và thậm chí các chị có phải làm một số thủ tục khác, đóng gói, bao bì hay là hút chân không để cung cấp cho đối tác bên ngoài. Nhìn chung là hàng xuất khẩu các chị đối với loại trà xanh này thì không phải đóng thuế, làm thủ tục đơn giản, tuy nhiên các chị phải đi tiến hành kiểm dịch hay là hun trùng hay là cung cấp một số chứng từ về sức khỏe và thành phần. Trên đây là nội dung mình chia sẻ về thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu, thuế và các điều kiện để các chị có thể làm đối với khi các chị mà làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trà xanh đã chế biến hoặc trà xanh ở dạng đã sấy khô, vân vân. Nếu các chị thấy video này có nhiều nghĩa thì hãy like, comment ở phía dưới các nội dung các chị cần quan tâm, và đặc biệt là đăng ký kênh để mình có thể ủng hộ phát triển kênh trong thời gian tới. Chào tạm biệt các chị và các bạn.